Chào các bạn một buổi chiều. Hôm nay là 1 giờ đi lại đi đuổi sóc các bạn. Trở về kênh của đi đi đuổi sóc tiếp các bạn. Giờ mùa này không làm được cái gì, đi làm thôi làm mướn cũng không được không các bạn. Mùa này mùa Covid không có ai đi gọi đi làm thuê luôn. Rồi mấy anh em là tập trung về đi đuổi sóc thôi. Rồi mình đi qua đó mình đi đuổi xong tí mình quay cho các bạn xem luôn. Đông người lắm, nhưng mà không sao, là cái cả đông người các bạn, do tất cả mấy ở đây là người trong làng hết, không có ai đi ra khỏi làng cả, giờ tập trung hết ở làng xong đấy, giờ mấy anh em lại đi đuổi sóc các bạn, theo chân đi ra Ma Tâm Mốt TV đi đuổi sóc, đây anh em dẫn lưới đây các bạn, lưới đây này, rồi hôm nay mình chỉ quay thôi, do hôm bữa mình bị đau chân bóng gân các bạn. Mình không thể chạy qua để chụp được. Đó, hôm nay mình đứng đây mình quay này. Chỗ này ba người luôn nha. Đây kia. Đây. Chỗ này nó hơi rộng các bạn. Mình kéo từ đầu kia. Đấy, kéo đầu kia kéo vòng nhấn chữ L đấy. Đấy. Rồi, mấy anh em đang đuổi nó kia. Rồi mình qua đó để xem anh em đuổi nha. Đấy, anh em đang đuổi nè. Lấy cây, lấy cuốc cứ đập 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 vậy nha. Không thấy con nào đâu các bạn. Còn trên lưu vít đây. Bắt rồi, hai con rồi. Quan
con hoa đây đó. Rồi, được một con thôi các bạn. Còn hai con không biết đi đâu nữa. Đông anh em không? Đấy. Qua đâu? Đông lắm này. Được hai con rồi. Đang lấy chỗ này các bạn này. Rồi. Các bạn thế các bạn thấy hai không? Nếu các bạn thấy hai thì cho mình một like nhá. Và đăng ký bấm chuông để theo dõi kênh. Và mình sẽ tiếp tục làm clip hay để cho các bạn xem. Cái đây là dân Tây Nguyên đi đuổi sóc phải như thế này các bạn. Phải có lưới đi đuổi sóc như thế này thôi. Không có lưới thì sóc không bao giờ bắt được. Rồi anh em mình đi tiếp nha, các bạn hãy theo dõi chân đi Rama Tâm Mốt TV các bạn. Rồi đi thôi. Rồi ca thủ bắt sóc các bạn. Đây là sau rừng nha các bạn. Cô mi cô nó ôn nhạc cách đi thôi. Đi tiếp nha các bạn. Thôi sóc rồi các bạn. Đây, các bạn. Rồi. Rồi. Đây. Thôi, anh em đi tiếp các bạn ơi. Thấy Tây Nguyên chụp sóc chưa các bạn? Cách chụp sóc như thế nào đấy? Ê, mấy nhà em đang ngồi chơi ở đây rồi, đang chơi mưa này, là mưa to lắm rồi. Yeah.
Các bạn ơi, mưa còn ít, rồi đi luôn đi. Ướt hết rồi. Rồi đi vào từ đó mình cho quay các bạn xem luôn nha. Mưa vậy sợ sóc là không đa các bạn. Mưa to quá mà. Thôi anh em mình mưa quá các bạn, chắc về thôi. Đây nè, ướt hết luôn rồi. Mưa to quá mà. Đây các bạn thấy nước kìa, mưa quá nhiều luôn. Đây ướt hết rồi nè. Rồi chắc mình đi thôi các bạn.